Đây là hai chiếc TV của hãng Sony trong năm 2022, giá thành bằng nhau, một chiếc TV lớn hơn và một chiếc TV nhỏ hơn. Nhưng mà hãy quan tâm tới những tiêu chí này để lựa chọn một chiếc TV ưng ý cho gia đình 43 và 50 inch bằng giá thì mua cái sản phẩm nào. Trong clip này thì em mời các bác sẽ cùng tham khảo sự so sánh khác biệt giữa hai dòng 43X80K và 50X75K. Mời các bạn. Việc các hãng phân bổ cũng như là ra mắt giới thiệu các cái phần lớp sản phẩm theo từng ký hiệu model thì thường là những cái model có ký hiệu lớn hơn thì giá thành sẽ đắt hơn. Nhưng ngày hôm nay thì hai chiếc TV có chênh nhau một chút xíu về kích cỡ màn hình. 43 inch ở gần em nhất và phía xa là 50 inch. Đây là hai cái mã hàng TV mới nhất của hãng Sony trong năm 2022, 43X80K và 50X75K. Giá thành của hai thằng này thì hiện tại đang có giá xấp xỉ nhau, nó khoảng hơn 14 triệu một chút. Vậy thì mua cái sản phẩm nào cho gia đình? Thì như em chia sẻ thì các bác đi lựa chọn TV thì các bác sẽ quan tâm khá là nhiều các tiêu chí. Đầu tiên là các bác có bao nhiêu tiền này, muốn mua một chiếc TV có kích cỡ màn hình là bao nhiêu inch. Thì cái số inch ở đây nó sẽ khá là quan trọng bởi vì liên quan tới cái trải nghiệm thực tế sau khi mà mình mua, mình lắp đặt tại gia đình. Và kích cỡ màn hình 43 và 50 inch thì sẽ dùng cho những căn phòng có diện tích nó nhỏ, cái khoảng cách từ vị trí ngồi cho tới điểm đặt TV thì nó chỉ trong phạm vi khoảng 2 mét quay đầu. Đấy, xa quá thì nhìn TV nó sẽ rất là lọt thỏm, hoặc là không gian nó rộng mà các bác để một chiếc TV nhỏ thì cũng sẽ không phù hợp. Thì 14 triệu, nhỉnh hơn 14 triệu một chút, chính xác là khoảng 14 triệu 4 cho hai sản phẩm này. Thì đầu tiên thì mọi người sẽ đánh giá quan tâm về cái tiêu chí. 43X80K thì có thiết kế tràn viền, trong khi đó thì 50X75 thì lại không. X75K thì có cái viền plastic màu nhựa đen bóng, nó khá là dày, cho khung hình nó cảm giác có giới hạn về màn hình. Còn đối với 43X80K thì nó là tràn viền ba cạnh. Nên là các bác nhìn một cái chiếc TV có bề mặt phẳng, màn hình nó lớn, nó rộng thì sẽ không có cái cảm giác bị giới hạn bởi những cái khung viền. Còn 50X75K là như vậy. Cái tiêu chí thứ hai mà để so sánh thì đó là cái cấu hình cũng như chức năng. Thì khi mà khởi động lên thì các bác nhìn hình dáng, cái giao diện thì nó rất là giống nhau. Hai thằng thì đều chạy hệ bài Android, đều sử dụng điều khiển thông minh, đều có giao diện Google TV. Vậy thì hai thằng này thì thằng nào tốt hơn? Nên là để phân tích về hệ điều hành thì về cơ bản thì cũng không có khác nhau quá nhiều. Nhưng các tính năng có thêm thì sẽ giúp cho chiếc TV nó đắt hơn. Nếu mà phiên bản 50X80K thì giá thành nó còn cao hơn rất là nhiều. Nó phải rơi vào tầm khoảng 16 cho tới 17 triệu đối với cả phiên bản 50X80K. Còn ở đây là 50X75 với giá thành 14 triệu 5 thôi. Thì nó sẽ không có cái tính năng tìm kiếm giọng nói rảnh tay như trên 43X80K. Ok Google. Đó là cái tính năng các bác có thể là giao tiếp với cả TV, ra lệnh cho TV mà không cần cầm điều khiển này. Nó giống như cái chức năng của cái con TV này. Thế là trên 43X80K là đã có cái tính năng đó rồi. Ok Google. Có thể là do cái tín hiệu mạng nó đang không tốt nên là nó đang không có nhận câu lệnh của em. Nhưng các hiểu đơn giản nôm na là gì? Là các bác ra câu lệnh không cần cầm điều khiển, là có thể yêu cầu TV nó tìm kiếm nội dung ở trên YouTube, yêu cầu TV nó khởi động ứng dụng, yêu cầu TV tăng giảm âm lượng, làm dự báo thời tiết, hay đơn thuần là làm các tính toán chỉ đường đơn giản. Còn trên thằng 50X75K thì không có cái tính năng đó. Cái đặc điểm thứ ba mà để so sánh thì X75K nó sẽ không có cái gì, cái chất lượng độ tương phản giống như trên X80K. Ở đây thì liên quan tới cái công nghệ hình ảnh mà trên X80K nó đang tích hợp. Trên X80K thì có thêm một cái công nghệ được gọi là Chromilus Pro, hơn 1 tỷ màu sắc sống động. Ở đây thì là gì? Là cái công nghệ này còn hay còn gọi là công nghệ chấm lưỡng tử. Thì màu sắc ở trên X80K nó sẽ sáng hơn, có độ tương phản tốt hơn so với cả X75K mà không có công nghệ Chromilus. Đó là cái khác. Trên cái công nghệ Chromilus này thì trên TV của Samsung thì gọi là QLED, còn của LG thì gọi là LaLoCell. Thì các bác hình dung là con 43X80K này đã có cái công nghệ đó rồi. Xét về hình dáng thì đẹp hơn, xét về tính năng tìm kiếm giọng nói rảnh tay có, xét về cái công nghệ chấm lượng tử hiển thị độ tương phản màu sắc tươi sáng rực rỡ
sống động đẹp hơn so với cả cái độ trầm hơn, nó không được nổi khối như trên con X75, thì chắc chắn rằng là 43X80K với phân khúc tầm 14 triệu 500 thì các bác nên lựa chọn con 80K rồi. Nhưng mà nếu mà các bác chỉ cần đơn thuần là lựa chọn một con TV có kích cỡ màn hình 50 inch và không muốn mua một chiếc TV nhỏ, có điều khiển tìm kiếm giọng nói, chạy hệ điều hành Android, có giao diện Google TV, độ phân giải 4K, có chip xử lý, bộ xử lý giúp cho màu sắc và độ tương phản sống động, thì trên X75K đã đầy đủ các tiêu chí đó. Thì năm 2022 này thì phiên bản này thay thế cho mẫu X75 của năm 2021, và vì nó thêm cái tính năng giao diện Google TV có Bluetooth thì nó đã làm cái giá trị cũng như công năng sử dụng của X75K tăng lên rất là nhiều so với cả phiên bản của năm ngoái. Nên là nếu mà lựa chọn một chiếc 50 inch, không mua 43 inch vì nó nhỏ, thì các bác lựa chọn của Sony thì con X75K thời điểm này cũng khá là hợp lý với cái giá thành khoảng 14 triệu 500. Bởi vì hiện tại ấy, thì 14 triệu 500 thì các bạn cũng có thể lựa chọn một số các mẫu TV 43, nhưng mà cao hơn thì thường đắt hơn khoảng 1-2 triệu thì những cái mẫu của năm 2021 như cái mẫu 50X80 có giao diện Google TV, có điều khiển tìm kiếm giọng nói, có Bluetooth thì cũng tương tự như con X75. Nên là thời điểm này thì 50X75K với giá thành khoảng 14.5 là rất là hợp lý rồi. Đấy thì một cái so sánh rất là nhanh để mọi người xem được cái sự khác biệt cũng như là những cái nâng cấp trên các dòng TV có phân khúc giá tiền bằng nhau. Đấy thì các bác cần hỗ trợ thì có thể điện qua hotline 0974178586 hoặc truy cập vào website ecomart.vn để được hỗ trợ mua hàng. Đấy, cảm ơn mọi người.